Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là uống nước mè đen thì có tác dụng gì? Trang có 3 phần chính muốn gửi đến bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần trong mè đen. Thứ hai, uống nước mè đen thì có tác dụng gì? Và thứ ba, những lưu ý dành cho tất cả các bạn. Nếu như bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Và nếu video ngày hôm nay thật sự có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ngay sau đây với Trang về việc uống mè đen thì có tác dụng gì. Mè đen hay còn gọi là vừng đen đó, nó rất quen thuộc đối với tất cả các bạn rồi và bạn thấy rất nhiều trong các món ăn được chế biến từ mè đen, hay đơn giản là sữa đậu đen, ốc chó, mè đen hoặc là sữa đậu nành, mè đen rồi đó. Các bạn thấy rất nhiều rồi đúng không ạ? Và chúng ta đã từng thưởng thức qua tất cả những cái món ăn hay là những cái thức uống có chứa mè đen rồi. Nhưng chúng ta vẫn thắc mắc rằng một điều là mè đen thì có tác dụng gì cho việc chúng ta bổ sung vào cơ thể? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu với Trang nhé. Đầu tiên chúng ta phải biết được cái thành phần giá trị dinh dưỡng trong mè đen gồm những gì. Thì mè đen cực kỳ giàu dưỡng chất, đặc biệt là vitamin và khoáng chất đưa vào cơ thể các bạn nhé. Chúng ta có thể kể đến vitamin B1, vitamin B3, B9, ngoài ra còn có vitamin C, vitamin E và các chất khoáng như canxi, sắt, kẽm, đồng, mangan và những cái nguyên tố quy lượng như magie, kali nữa, cần thiết cho cơ thể của các bạn khi bổ sung vào cơ thể. Và các bạn đặc biệt quan tâm, trong mè đen còn có chứa tryptophan. Đây là một trong những chất giúp ổn định thần kinh và giúp cho bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ tốt hơn. Và chúng ta không thể nào bỏ qua cái hàm lượng chất xơ cực kỳ dồi dào trong mè đen, giúp cho bạn ngăn ngừa táo bón cực kỳ hiệu quả. Đó là những gì mà chúng ta có thể tìm hiểu về cái giá trị dinh dưỡng trong mè đen. Tất nhiên nó còn nhiều thành phần nữa thì Trang chỉ gửi những thành phần chính cho tất cả các bạn biết thôi. Phần thứ hai đó chính là công dụng của mè đen khi bạn bổ sung vào cơ thể như thế nào. Bởi vì mè đen rất giàu những vitamin và khoáng chất cho nên chúng ta sẽ nói đến khả năng tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ thống miễn dịch cho tất cả các bạn, ngừa một số bệnh ung thư cực kỳ hiệu quả, mang đến cho bạn một sức khỏe tốt nhất. Tiếp đến đó chính là khả năng làm đẹp da, tóc và móng. Bởi vì trong mè đen có chứa những dưỡng chất kích thích collagen trong cơ thể của các bạn tái sinh, tốt cho làn da, tốt cho tóc và móng của các bạn nè. Nó hỗ trợ cho vấn đề về táo bón ở những người thường xuyên gặp phải, bởi vì nó làm mát cơ thể của các bạn. Và những người nào thường xuyên mất ngủ thì ăn chè mè đen lại giúp cho bạn ngủ ngon giấc hơn rất nhiều. Mè đen cực kỳ giàu hàm lượng canxi các bạn nhé. Uống mè đen vào cơ thể sẽ giúp cho bạn bổ sung thêm hàm lượng canxi cần thiết cho hệ xương của mình. Magie có trong mè đen sẽ giúp cho bạn ổn định huyết áp, làm giãn cái mạch ra một cách hiệu quả, ngăn ngừa được cái chứng cao huyết áp. Cực kỳ có lợi cho sức khỏe và nó tốt cho hệ cơ của các bạn nữa nè. Và chúng ta không thể nào bỏ qua cái tác dụng bảo vệ răng miệng của mè đen, bởi vì nó sẽ kháng viêm, kháng khuẩn, ngăn ngừa cái vi khuẩn hình thành trong miệng của chúng ta, đó chính là Streptococcus, là một trong những cái loại vi khuẩn gây nên bệnh sâu răng và ảnh hưởng đến răng miệng của các bạn. Tốt cho mắt bởi vì cực kỳ giàu hàm lượng vitamin A cần thiết. Và khi bổ sung mè đen vào mang đến rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là bà mẹ mang thai có thể sử dụng mè đen nè, bởi vì nó có chứa thành phần sắt và acid folic cần thiết cho sự phát triển của thai nhi bên trong bụng mẹ. Nhưng nhớ là sử dụng với một hàm lượng vừa đủ để mang đến hiệu quả tốt nhất. Và Trang có một video chia sẻ về bà bầu có nên sử dụng mè đen hay không và sử dụng như thế nào. Các bạn vào đó xem lại giúp Trang nhé. Như vậy là các bạn vừa điểm danh qua một số những tác dụng có lợi mà mè đen mang đến cho sức khỏe các bạn khi sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần cuối cùng, đó chính là lưu ý khi sử dụng mè đen. Mè đen rất tốt cho sức khỏe, nhưng các bạn cần lưu ý những người bị bệnh về huyết khối hay là bệnh về hệ đông máu đó, hoặc là những cái bệnh liên quan đến
thể tạo máu thì không nên sử dụng mè đen bởi vì nó không tốt cho sức khỏe của các bạn. Và nhớ là đối với những người bị tim mạch thì nên sử dụng mè nguyên hạt chứ không nên dùng những cái loại mè đã sấy hoặc là rang và chế nước uống đâu các bạn nhé. Hoặc là chúng ta tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Và nhớ là mè đen chỉ sử dụng với một hàm lượng vừa đủ thì sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất. Còn nếu như bạn sử dụng quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt đó chính là những người bị sỏi thận hoặc là có tiền sử sỏi thận, uống mè đen vào thì sẽ gây tích tụ lại bởi vì nó rất giàu những cái chất khoáng trong cơ thể của các bạn đó. Đó là những gì chúng ta nên biết thêm về mè đen. Nếu như video ngày hôm nay thật sự có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm Nguyễn Thị Thùy Trang.com hoặc là Dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là Dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.